Đây như này. Kim cương này. Phong ngọc này. Wow, nó có to chứ thuyền chó. Đúng ngọc thật đấy. Chỗ kia có một tiếng đều. Đâu đâu thuyền trưởng? À đúng rồi, chúng ta đi lên đấy đi. Thuyền trưởng ơi, ta đang nghe thấy có tiếng gì nữa. Nó kêu ở đây có thú dữ ăn thịt không hả thuyền trưởng? Vớ vẩn, làm gì có gì. Ta sợ lắm. Ở đây thấy nó hoang vu lắm. Thôi, cứ lên trên lều rồi đã. Lên đi. Chúng ta thuyền trưởng, thế mà cũng sợ. Sợ chứ, cướp biển chúng ta cướp trên biển. Nhưng đây là ở trên bờ, làm sao chúng ta đánh được lại những con vật ăn thịt. Ví dụ như bây giờ có một con sói đâu. Trời ơi, lên lên trên này là chắc là không có còn gì ăn thịt đâu nhỉ. Ta nghĩ đây có kho báu đấy. Kho báu á? À, đúng rồi, trên đảo Hoang Hải có lắm. Hãy chúng ta thử tìm đi. Biết đâu á, chúng ta sẽ vớ được một cái kho báu nào đấy. Chúng ta sẽ giàu to luôn, đúng không? Chúng ta giàu rồi. Yeah. Ôi thuyền trưởng ơi. Wow. Có đúng không? Có đúng không? Wow. Đây như này. Kim cương này. Phong ngọc này. Wow, nó có to chứ thuyền trưởng. Đúng ngọc thật đấy. Wow. Nó có phải vàng không? Vàng. Wow. Ui nhiều quá. Đúng rồi đấy, hình như là của vua nào ấy. Wow. Ui, ở bên thuyền trưởng nhiều tiền thế này. Ui, toàn những đồng tiền to thôi. Sao tiền nhỏ thế nào? Thuyền trưởng ơi, chúng ta sao rồi? Ồ, chúng ta đi ăn nhà hàng đi. Nên thuyền về thì có nhà hàng. Chúng ta đang lạc trên đảo hoang. Có tiền thì bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Thuyền trưởng ơi, ta khát nước. Nước gì? Tự nước bọt vào rượu mà uống đi. Ta hát nước á, vẫn phải nuốt nước bọt mà uống đó. Đây làm gì có nước? Nói thế thì còn nói nước vui nhưng mà đói lắm, tiền nhiều thế này. Nhưng mà đói thì lấy gì mà ăn hả thuyền trưởng? Đây, nắm ra. Người đấy mà hút tiền đi. Thì sao lo? Người đấy cũng là lụ hút tiền. Tiền mà lo được ư? Thế này, bây chúng ta cho hết tiền hòm vào đây chúng ta sẽ bê đi. Chúng ta đi kia đi săn cái gì ăn đi. Không chúng ta chết đói ở đây thì tiền này chúng ta cũng không mang về được đâu thuyền trưởng ạ. Đúng không? Đúng rồi. Thuyền trưởng ơi, ngươi một hòm ta một hòm nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau mang về nhà nhớ chưa? Để chúng ta sẽ chia nhau. Lần này mà về đất liền á, nhất định chúng ta sẽ phải đi ăn. Ôi nhiều tiền quá. Thật là hên nhưng mà chúng ta không biết khi nào mới ra được đây. Thuyền trưởng cho vào bên này đi. Tôi giúp. Bên thuyền trưởng thật tiên là tiền luôn nhiều. Thôi chúng ta đi thôi. Thuyền trưởng kiếm. Chúng ta sẽ đi phải đi săn cái gì ăn nổi quá rồi. Nào đi thôi. Đây đằng này. Thuyền trưởng chúng ta đi thôi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.